tiếp đi. Đây mình sẽ nói về vấn đề là tăng huyết áp ác tính. Thì thế nào gọi là tăng huyết áp ác tính? Tăng huyết áp ác tính là khi huyết áp lớn hơn 18/12. Và tăng huyết áp ác tính chúng ta chia làm hai loại, đó là emergency và urgency. Emergency có nghĩa là tăng huyết áp có tổn thương mô đích. Thì mô đích ở đây là những cơ quan nào? Đó là tim, não, phổi và thận. Tim thì để phát hiện những cái tổn thương đó thì chúng ta sẽ thực hiện các cận lâm sàng. Đầu tiên là ở tim, chúng ta sẽ tiến hành đo điện tử tâm đồ và phát hiện sẽ có là dày tâm thất trái. Tâm thất trái, khi phát hiện dày tâm thất trái thì chúng ta sẽ cho siêu âm tim 2D để phát hiện xem có tổn thương ở não hay không. Thì chúng ta thực hiện soi đáy mắt. Soi đáy mắt thì chúng ta sẽ có 4 bước tổn thương, đó là động mạch to hoặc ngoèo. Thứ hai là động mạch bắt chéo tĩnh mạch. Thứ ba là động mạch xuất huyết. Và cuối cùng là phù gai thị. Để phát hiện xem có tổn thương ở phổi hay không thì chúng ta cho làm X-quang phổi thì sẽ phát hiện bung cung động mạch chủ. Và cuối cùng là xem có tổn thương ở thận hay không thì chúng ta sẽ xem có protein niệu hay không. Và cái loại tăng huyết áp ác tính thứ hai là urgency, có nghĩa là không có tổn thương ở cơ quan đích.